Trong mấy ngày nay, kể từ chiều ngày 4 tháng 10 năm 2013, tin tức về sự qua đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cũng như những bài viết về sự nghiệp, tư tưởng và hoạt động của ông lúc còn sống, hầu như chiếm đa số trên các phương tiện truyền thông trong nước. Ở bên ngoài, các hãng tin, các cơ quan truyền thông trên toàn thế giới đã đồng loạt đưa tin về sự qua đời của ông, với những tựa đề rất trang trọng như Vị tướng huyền thoại của Việt Nam từ trần, Napoleon đỏ của Việt Nam, tướng Võ Nguyên Giáp qua đời thọ 102 tuổi, Việt Nam tưởng niệm thiên tài quân sự Võ Nguyên Giáp, người đã đánh bại Pháp Mỹ. Về phía dân chúng trong nước, đông đảo người dân đã tự phát tìm đến ngôi nhà của vị đại tướng và gia đình ông ở số 30 đường Hoàng Diệu, Hà Nội để viếng thăm và tỏ lòng thương tiếc. Trong dòng người xếp hàng dài dằng dặc qua nhiều con phố, bao gồm nhiều thế hệ, nhiều người mang theo hoa, di ảnh của ông và rất nhiều người không cầm được cảm xúc. Bác nhớ mãi bốn câu thơ của nhân dân Thái Nguyên chúc tụng đại tướng. Đại tướng anh hùng dễ mấy ai, đức độ anh uy chí dũng tài. Thắng hai đế quốc bách niên thọ, hoàn cầu có một không có hai. Tôi lúc đầu đề ra là phải thống kê, rồi phải ghi chép xem là những ai để viếng, bây giờ bất lực không làm được cái đó nữa, là bởi vì người ta cứ kéo đến và tất cả là đứng đầu cổng và đi vào xếp hàng đi vào viếng thì được. Trước mong muốn của người dân, ngôi nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội đã mở cửa từ ngày 6 tháng 10 đến ngày 11 tháng 10. Dù chưa phải là tang lễ chính thức, dòng người đến viếng vẫn đông đảo và càng ngày càng dài hơn. Những người dân Việt Nam tại Hà Nội và từ nhiều nơi trên toàn quốc, kể cả những người Việt từ hải ngoại và du khách nước ngoài, tiếp tục đến viếng thăm tỏ lòng thành kính đối với vị tướng này. Theo nhiều người nhận xét, có lẽ đây là một tang lễ mà đông đảo người dân tỏ lòng thương tiếc, chỉ sau tang lễ của ông Hồ Chí Minh, cố chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trước đây.